Các bạn ơi, đây là âm ly của anh Nguyễn Anh Tuấn ở Đại học Sư phạm Hà Nội. Đó, sò này, cặp sò vẫn còn zin luôn nhá. Hôm nay hiếm phết đấy. Đấy, bị nổ. Và một đèn đấy, bệnh nổ mà vú đi, một bên còn bên mất. Đấy, thế trên này. Ơi, mạch thì xấu như thế này đây. Đấy, bây giờ sẽ phải xử lý bệnh nổ và là gẩy cho vú em mới nổi lên. Đấy, hai vú bằng nhau, không bị lệch ti nữa. Đây các bạn ơi, truyền thống của Pioneer 798 đây. Vẫn là vì sai, thay mới thôi. Đó. Thì con này thấy có vẻ xử lý mạch rất nhiều rồi, nhưng mà có thể bạn nào bạn nghĩ là cái này nó không gây cho nổ. Đấy, thì đối với Đức Đoàn là xử lý con này nhiều rồi, nó vẫn là thay hai con này là hết, không nổ nữa. Đó, vào đây. Chết dở đi. Vũ em 18 này sao lại tả tơi này? Chưa hiểu vấn đề gì đây. Không, cứ sửa bệnh nổ đã. 18 cộng bị nổ đã, tính sao? Được cái là sò em vẫn còn căng đét, hay sò zin luôn. Yêu dọc phết. Đây bên áp nguồn nó hơi dỉ đi. Đây các bạn ơi, cái này của anh giảng viên ở Đại học Sư phạm Hà Nội đây. Đây có lúc mình chia sẻ với các bạn là các cái vết dạn này thì hàn hết đấy. Đấy, nhưng mà những con này thì là vi sai đấy, các bạn hút và lắp con khác vào rồi này. Đấy, chưa hàn này. Đấy, đây là chưa hàn này. Cắm hai con bên vi sai mới vào rồi này. Nhưng mà để chia sẻ với các bạn là tại sao là mình phải cái phần công suất nó đã dạn rồi, mình nên hàn hết là gì đấy. Gần như là hết. Có số mối thì nhìn rõ là không bị sao. Nhưng mà có số mối này zoom vào này các bạn này, đấy. Zoom gần vào đây là nó dạn rất nhiều. Thành ra là nhiều bạn bán cứ thắc mắc bảo có cần thiết phải hàn hết như thế không. Nếu mình không hàn hết thì chỉ cần một vết nhỏ nó dạn thôi thì nó lại gây ra bệnh. Thế là lại thôi, cuối cùng là công cốc các bạn ạ. Đó, lại mất thời gian. Rồi em Ly đang riêng rỉ, tắc tị luôn, thế là xong. Thì tốt nhất là cứ cùng một công mình hàn nó chỉ có tốt lên thôi các bạn ạ. Chứ không, trừ là mình hàn chạm chập thôi, còn hàn chuẩn chỉnh vào thì nó chỉ tốt lên thôi. Đó. Đây các bạn ạ, nói tóm lại là cứ chịu khó, Đức Đoàn là chấp nhận là nó hơi độc một chút. Đó. Hút xì gà coi thiếc này vào tí cho nó em Ly đảm bảo các bạn ạ. Đấy. Mặc dù con này chỉ bệnh nổ thôi, nhưng mà các cái phần dạn đây, ví dụ dạn này nhìn rõ dạn rồi thì phải xử lý chứ. Nếu không xử lý thì bảo là sao, nó cứ lại đi về lại gây bệnh khác nữa thì chết dở. Đấy. Đấy, môi hàn nó ngót thiết như thế các bạn. Đấy. Đây. Nhìn rõ, nếu mà cái này mà nếu mà mang kính lúp ra mà zoom lên thì nhìn rõ luôn, khe đen xì luôn. Đấy. Chức đoàn này không cần kính lúp vì là có năng khiếu nhìn khe đen rồi, nó nhìn phát thấy luôn khe đen chứ không cần kính lúp. Đấy, nhưng mà phải làm luôn các bạn ạ. Đây. Hai vi sai hai bên thì làm mới và ta hút ra thay rồi, không nói gì rồi. Đấy. Đấy, khói hương nghi ngút này mà. Đấy. Thì quanh chỗ này mấy con đèn kích này thì mình đã làm mấy con rồi đấy. Mỗi con mà chia sẻ với các bạn mà ở dưới Thái Bình ấy chắc về nhà anh rồi, anh dùng con anh rồi. Con mà bị nghẹt một vế đấy, nhưng mà anh đi sửa hai lần đấy, không được đấy. Đấy, nhưng mà đến Đức Đoàn thì cũng chỉ là thợ hàn thôi, hàn lại thôi. Khoanh đúng vùng và hút thôi. Đấy, nhìn các cái mối bị thở hắt ra này. Thâm thâm này là bắt đầu có vấn đề dạn hết rồi, vàng vàng này. Đấy. Đấy, chỗ này này, thấy nhìn nó đen xì này. Chứ là bệnh của con này nó không phải bị nghẹt mà bị nổ. Em 18 cộng này bị nổ.
7.800 mắc đôi. Khói thiếc quá thơm luôn. Ít nhiều này nghiện đấy các bạn ạ. Đấy, nhìn có những cái mối vàng ố ra rồi. Và bắt đầu bị khó điểm khuyết đen rồi, là thôi. Cho thêm thiếc vào ngay chứ không là lại mấy hôm nữa lại vào đồ. Anh Tuấn anh này bảo là Đoàn ơi của anh sửa nổ xong bây giờ lại bị nghẹt rồi. Đó. Thế là lại tự nhiên mất thời gian cả hai anh em. Thời gian là vàng bạc các bạn ạ. Đấy. Bây giờ phải làm phát cho nó tương đối chuẩn chỉnh đi thôi, còn xác suất thấp bị lại thì đành chấp nhận thôi chứ còn đồ điện tử. Nhưng phải cố gắng tối đa nhất có thể cùng một công mình làm thôi. Đấy, chỗ này đây, nghĩ là dạng kinh. Đấy. Vừa đang quay lại có bạn nhắn tin mà phải nó vào cái điện thoại di động cái xem tình hình nào các bạn ạ. Bạn bảo anh Đức Đoàn ơi cho em của em rên đi, lâu quá rồi sốt ruột quá. Chết dở thật. Đấy. Nhiều việc quá nên thành ra cũng phải từ từ. Cứ muốn nhanh là vẫn phải từ từ đến khổ. Xong bắt đầu có anh bảo thôi nói ít thôi. Nói ít thôi tập trung vào làm đi, nhưng mà không phải mình nói thì vẫn nói và làm vẫn làm thôi các bạn, nó cũng chả chậm trễ được cái gì cả. Bởi vì là vẫn phải là mân mê sờ mó em ấy xem có chỗ nào dạn thì xử lý thôi. Đấy, ví dụ chỗ nào chảy nước thì cho nó khô, lau cho khô đi. Đấy. Chỗ nào mà bị màng đen nó bám vào thì là phải đánh cho sạch đi. Đấy. Các cái mối nó như thế này thì bảo sao nó rồi sẽ chả bị lỏng. Cái này của anh này vẫn cặp một cặp sò zin luôn, nên thành ra là làm kỹ đi cho nó yên tâm, nó không chết sò đỡ phí. Đôi khi nó chỉ cái phần này, phần tiền kích này nó lỏng lẻo một cái, thế là điện áp ra sai một cái, thế là đi luôn cặp sò zin. Cặp sò này bây giờ quá khó luôn, không mua được các bạn ạ. Đấy. Không phải là mối nào cũng hàn tất nhưng mà cũng gần như là như vậy. Cái phần công suất này nó bị dạn nhiều rồi các bạn ạ. Đây. Đấy, liếc đi liếc lại rồi lại thấy khe đen đen xì xì nó lại phải thọc vào thôi. Chia. Ui. Kinh khủng khủng luôn đấy chứ. Đây các bạn ơi, xử lý vụ một bên còn bên mất đây. Đấy. Lệch vu. Bên này sáng bên này tối. Thì cuối cùng vẫn phải phải áo em ra để kiểm tra ti được. Lột cái này ra các bạn ạ. Đấy. Đấy. Vẫn phải bỏ ra mới phẫu thuật được ở bên trong các bạn ạ. Đây. Tiện thể để vẫn đánh cái mặt này cho nó sạch thêm một chút thôi. Đấy. Đây bên của nó trước là nó có hai cái bóng ở trong xanh như này này các bạn này. Mà nó chết rồi. Chết rồi, cái bóng này là kiếm nó rất khó này. Thì sẽ thay bằng cái bóng xe đốt giống bên này này. Bóng này cũng khó kiếm này nhưng mà nó còn dễ kiếm được. Cái này khó đấy. Đấy, bây giờ sẽ lắp cái bóng xe đốt vào đây. Ok, như này là rất là ngon đấy. Hai bên đều tao lên là xong. Đấy. Các bạn ạ, bây giờ bổ cái đồng hồ ra, cái nắp ra. Xong thay con bóng vào giữa này.
Thế này thế thay bóng giữa cho nó sáng nó cân nhỉ. Vu em mới nảy nó mới không bị lệch. Đó. Vu nảy không lệch thì em mới rên những cái bản nhạc êm ái thì các anh mới lên đỉnh được. Đấy. Vật gửa em ra này. Moi cả ti em ra ngoài này thì mới vu em mới nó mới xử lý được cái vu này đây các bạn này. Hai cái bóng này đi bên kia nó lột ra nốt thay như này đi cho nó chuẩn, hai vào giữa đi. Đấy. Cho vào giữa này nó hai bên đều vào giữa thì nó sẽ sáng đều các bạn này. Nhìn nó sẽ yêu hơn nhiều. Cái gì nó phải cân cân thì lệch quá cũng dở hơi. Đây, các bác nào bác ấy còn lười không cạy cái nắp ra, bác ấy quét một lỗ bác đút đèn vào rồi. Đấy. Ở sau ti em mới lệch. Bây giờ mình nhắc hẳn ra lại, hẳn giả vào đây cho nó cân ra đây. Đấy, giống bên này lúc nào nó hẳn xong rồi, cân rồi các bạn này. Đó. Ê, các bạn ơi, sau khi là xử lý em 18 cộng này, ti nào ra ti đấy rồi. À. Kêu nào. Đấy. Đấy. Hai ti 18 lại nảy tưng tưng rồi. Các anh tháo hồn lên đỉnh nhá. Em 18 cộng của anh Tuấn ở Đại học Sư phạm Hà Nội đã xong rồi. Hai vu đã nảy như nhau rồi và không bị nổ nữa rồi. Đức Đoàn xin được trân trọng cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi, đăng ký kênh, like, ủng hộ kênh Đức Đoàn. Và cũng rất mong được sự theo dõi ủng hộ của các bạn tiếp theo trong thời gian tới. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào. Các bạn ơi, đây là con Hackett AR15. Trời ơi. Con này của em trai ở Phú Xuyên đây. Em này có về niềm đam mê ngâm rượu, nấu rượu nên em có rượu rất là ngon luôn. Nếp cái hoa vàng. Mang cho Đức Đoàn 5 lít uống say gần chết. Xay xong không vật nhau nổi với em Ly nữa, sợ quá. Đấy, bụi bặm bám đầy này. Đấy giờ. Đấy. Có cả dán chết rồi là các kiểu đây. Nghe đấy. Con này chạy cặp tụ nhôm gấu quá các bạn ạ. Đây. Một con tụ chính nó to vật này. Đấy, hai con này. Sò vương miện luôn. Sò nhôm vương miện luôn. Ác liệt đấy, chất quá. Tối muộn rồi cũng lên ghế tình yêu hết các bạn ạ. Đó. Thịt xong rồi đấy, nhìn nó lại sạch rồi đấy. Lại ngon nghẻ rồi. Đây, cho lên ghế tình yêu quần thảo một lúc là đít em ấy không còn sợi lông nào. Sạch bong rồi các bác ạ. Đấy. Chuẩn bị đi vào xử lý thôi. Cho em rên đều cả hai vế thôi. Đấy các bạn ơi. Đêm qua cả đêm vật nhau với em này. Em Hackett AR15 này. Trong sự im lặng của bóng đêm thôi. Không dám bình luận mà không dám quay chia sẻ. Không nói gì cả. Chỉ tập trung cao độ thôi các bạn ạ. Bởi vì con này nó là quá là khó loa làm luôn. Thôi. Riêng tháo cái bộ này ra để mà giải quyết vấn đề nó đã cực kỳ khó rồi. Đấy, bây giờ đã xong rồi. Sáng nay qua làm đêm muộn quá, hôm nay vệ sinh qua xong bắt đầu là test thử thôi các bạn ạ.
là gọi em về trả về cho anh chàng đấu rượu, cho anh suốt ngày trong men rượu và vật nhau với em thôi. Đó thôi, nghe em rên rỉ. Đây các bạn ơi. Đấy, nhiều khi là gặp những cái ca này có khi bị chột luôn mấy lứa đẻ đấy. Đêm hôm lọ mọ suốt đêm bây giờ xong rồi. Về nghỉ một túc lúc xong rồi là sáng ra là test thử cho các bạn này cho xong này. Ấy không em mày nằm viện lâu quá ấy già. Đèn đẹp đấy, xanh lét luôn. À, quay qua đây nó lại cái nháy nháy này nhưng thực ra nó không nháy đâu. Đã xong. Hackit R15 mất một vế. Đấy. Quá ngon lành. Con này tiếng hay quá các bạn ạ. Tiếng quay luôn. Vừa rồi Đức Đoàn chia sẻ với các bạn về con Hackit AR15 mất vế. Xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào. Ê, các bạn ơi, lại sắp được hát karaoke với em Jaguar này rồi, PA2.3N. Đấy. Con này nhấc cả lột cả em ra như này, trần chuồng như này mới chọc đúng cái chỗ được. Đấy, đang bị không kêu các bạn ạ. Bây giờ vấn đề là làm cho em mới khóc lóc được mới là khó đấy. Tìm ra nó mới quanh vùng ở trên này rồi. Cái vỉ này là vỉ master đấy các bạn ạ. Vỉ master là vỉ chung, phần chung cả là nhạc lẫn mic đấy. Đấy. Đây các bạn ơi, sửa xong con Jaguar 2.3N của anh Tuấn ở Dương Văn Bé đây rồi. Bây giờ sẽ làm một đoạn karaoke cho nó thư giãn nhỉ các bạn nhỉ. Karaoke mỏi tay đấy mọi người.